Chúng tôi thuộc ở chương trình văn hóa Nhân Bản Lạc Việt. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 2 năm 2017. Thì chúng tôi đến đền Đức Thánh Trần. Thì nhân cái dịp này thì xin ông Phan Kỳ Nhân và ông Phan Tấn Nghiêu có thể cho biết về hai cái đạo luật rất quan trọng mà được Quốc hội Mỹ vừa mới thông qua. Một cái đạo luật là về vấn đề tự do tôn giáo, vấn đề tôn giáo và kết án tất cả những kẻ nào vi phạm tôn giáo, và trong đó có Đảng Cộng sản Việt Nam là đã vi phạm tôn giáo. Và cái dự luật thứ hai, cái luật thứ hai tức là cái luật mà chế tài những kẻ nào mà vi phạm với tôn giáo và nhân quyền, thì xin ông Phan Kỳ Nhân nghĩ sao về hai cái đạo luật được coi như là rất là thành công đó và gây rất là phấn khởi cho những người mà chống lại độc tài ở khắp nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Thưa toàn thể đồng hương, phải nói hai cái đạo luật này là cái nguồn sinh lực cho dân tộc Việt Nam chúng ta, và đặc biệt cho những người đã can đảm đứng lên đấu tranh trong một suốt thời gian dài từ trước tới nay. Thì hai cái đạo luật này hỗ trợ cho tinh thần họ rất nhiều, và chắc chắn là đối với Đảng Cộng sản thì hai cái đạo luật này thì chúng sẽ là run sợ trước cái đạo luật này, vì vấn đề nhân quyền là Đảng Cộng sản đã vi phạm liên tục từ trước tới nay, nhưng mà vì sự bao che, phải nói là sự bao che của ông Obama trong 8 năm vừa qua đó, thì do đó cái Đảng Cộng sản đã bị Đảng Cộng sản lừa gạt rất nhiều, mà chính phủ Hoa Kỳ đã rất là nhẹ tay đối với Việt Nam. Và tôi hy vọng rằng kỳ này với hai đạo luật đó và với một vị tổng thống mới như ông Donald Trump thì chắc chắn là Đảng Cộng sản sẽ run sợ trước cái ý nghĩa cái chuyện mà thực thi cái đạo luật này. Và đây là một cái vũ khí rất là cần thiết cho những người đang đấu tranh trong nước, và chính vì cái điểm này mà chúng tôi tin tưởng rằng với cái đạo luật này, với cái chế độ thì Cộng sản hiện tại không thể tồn tại lâu dài nữa được. Vâng, xin cảm ơn ông Phan Kỳ Nhân. Xin anh Phan Tấn Nghiêu có thể cho biết rằng thì khi mà hai cái đạo luật đó được Quốc hội Mỹ đưa vào cái dự luật ngân sách thì bắt buộc là Tổng thống Obama phải ký thôi. Thì đây là chưa phải là, vấn đề là chưa phải đến cái lúc mà Tổng thống Donald Trump cầm quyền, nhưng mà đây nó thuộc của Quốc hội và Tổng thống Obama ký kết. Thì cái tác dụng của nó theo anh biết đó, thì nó tác dụng gì đến cái bọn mà cộng sản mà nằm vùng ở đây và những bọn tay sai ở đây? Nếu mà mình gói ghém trong cái phạm vi cái bọn nằm vùng ở đây nó quá hẹp, mà đối với hiện tình đất nước Việt Nam trước khi đạo luật ra đời, anh thấy chính người dân trong nước đã hy sinh biết bao nhiêu để chống lại tụi nó, tụi cộng sản. Khi hai đạo luật này ra đời, tôi cảm thấy đó là một nguồn sinh lực không phải nhỏ cho những nhà tranh đấu trong nước đứng trực diện ít nhiều để đối phó với tụi cộng sản. Đây là cái điều mà tôi cảm thấy một cái thời điểm rất là thuận tiện cho tất cả những nhà tranh đấu trong nước, và mong sao họ biết được những cái đạo luật này để họ cảm thấy rằng họ có được bảo vệ và họ được mạnh dạn hơn nữa trong việc hợp tác cùng nhau lật đổ chế độ cộng sản. Đối với hội trẻ, đứng đó 10 bạn trẻ trong nước suốt bao nhiêu năm rồi, tôi đã theo dõi rất nhiều và tôi rất khâm phục cái sự hy sinh của họ. Thì đây là cái dịp để chúng ta gửi lại cho họ biết được thế nào cái thực trạng của quốc tế đối với công cuộc đàn áp của Việt Nam, và đặc biệt nhất là các tôn giáo đang bị bức hại không ít, đặc biệt nhất là những nhà lãnh đạo các tôn giáo, các nhà đấu tranh trong nước. Tôi mong rằng ở hải ngoại chúng ta phải tiếp sức cho quốc nội bằng cách chuyển tất cả những tin tức về cái đạo luật này để cho đồng bào trong nước được biết. Đó là điều mà tôi chỉ mong muốn, và tôi sẽ là người góp tay trong cái việc này. Vâng, xin cảm ơn anh Phan Tấn Nghiêu.
Thưa ông Phan Kỳ Nhân, như chúng tôi được biết á, thì cái đạo luật mà về vấn đề mà chế tài những cái người mà vi phạm đến nhân quyền thì sự thực là đã được một số các nghị sĩ và dân biểu của Mỹ họ đưa ra dự luật từ lâu rồi. Thì trong đó có dân biểu Ed Roy ở vùng này, rồi dân biểu McCain, nhưng mà ở trong cái tiến trình mà đưa ra được cái dự luật rất là có ích như thế này thì ở trong đó có cái thời mà của dân biểu Cao Quang Ánh đã đóng góp một số những cái chi tiết ở trong cái dự luật đó. Thì ông nghĩ sao về cái vai trò của một người Việt Nam ở trong Quốc hội mà đã đóng góp vào những cái dự luật của Mỹ? Thưa đồng hương, thì đây là vấn đề mà về lâu về dài, từ ngay từ nhiều năm qua thì chúng tôi cũng rất là hoan nghênh cái tinh thần tuổi trẻ dấn thân vào dòng chính. Chúng ta có mặt vào dòng chính, chúng ta mới có tiếng nói, chúng ta mới tranh đấu cho dân tộc và đất nước chúng ta được. Do đó lúc nào chúng tôi cũng khuyến khích giới trẻ luôn luôn tham gia vào dòng chính. Và trở lại vấn đề cái dự luật mà đã trở thành luật rồi, vấn đề mà chế tài với những người mà vi phạm về nhân quyền ở trong nước thì vấn đề này cũng hết sức là cần thiết. Vấn đề này phải nói là một cái đòn chí tử cho Đảng Cộng sản, vì hầu hết Đảng Cộng sản, tất cả những tên chóp bu trong Đảng Cộng sản đều tẩu tán tài sản ra nước ngoài hết. Thành ra đây là cái đạo luật này cũng có một phần ảnh hưởng lớn về chế tài, về vấn đề mà tài sản của những người đã vi phạm về cái luật nhân quyền này. Thưa anh Nhật. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn ông Phan Kỳ Nhân và ông Phan Tấn Nghiêu đã trả lời cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị. Thank you.